vậy na khác đại tài đại đại bổ sung một nâng viên là cái nhọt trúng rồi mùi cột thang nhọt trúng tới bắp bò đó thường thường tới nâng chừng ngực bẹt đốn nó ta miên chặt bị vậy na tới vậy khi miên là chấm nói buồn chấm nói đại khi ông xôm dọc mọc chấm nói chấm khăn khăn buồn chấm nói đại khi ông lướt mọc nòng bề này một nâng dương bò dài ở tu thì chấm nói cái mối cái thà chừng ngực bẹt đốn nó cứ dương thà chừng ngực nhọ bẹt đốn nó cứ dương đang thả bay đâu nhưng về đài nhọp bà đài nhọp bị nhò nhò rồi có bà mình chẳng thấy việc pấp pấp nơi con đường trường chúng người nắng cứ chúng nói tí cái thà việc miền tây giang mà giang nó cứ thà mình men chia chúng người bay đâu đây tục chỉ dương thà thà việc bị ông lấy cái thà hot palpitation con trai tam cá bớt mình men chia chúng người bay đâu đây lý chỉ thiên tràn mà hơi bà chúng người biết nắng cứ miền cô thân nát đây con trai chấm nai tí tí cái thao vì ai cắt máu chỉ pi chấm ngứa bề đầu bàn bản thân chỉ cắt pi chấm ngứa bề đầu nó cứ ai miên kêu thân bàn ở vậy tới đây để tha để mình tẹt tông nên chấm ngứa bề đầu đi tha dương dùng chua không chất kháng dùng thấy kháng 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 nó cứ tha chỉ vì ai thưa ai nhọ trung bàn này nhọ trung việt nó dương ở miền cách bà rầm ở vậy từ ngon đừng bấy cái mọi khó khăn tôi sẽ nào video thông báo mấy xong chơi subscribe rồi hãy chạy lời rút bình đẳng bà xem chìa mà chồng nói một trong tiết cứ thà nè chị để miên chư bài đông nâng khu bà rầm để chư bài đông nâng cứ phía trán sơn tẹt tông nâng bài đông đá mình xa mà cái thà bị ông lấy cái thà cardiac arrhythmia arrhythmia nâng miên trà giang ná đại dương nâng đọ sài muôn rộng bắn bà xanh chị dương miên phêl trong nâng cái thà miên chồng nói bà miên chồng nói bì đại chồng xong dì dây cái thà xâm khăn chúng mỗi cái thà atrial fibrillation khi nông là cái nào nữa cái thà ai miền chiêm cọ nơi khi nông bệ đầu nữa vì là sát từ tam tam từ sai chiêm đấy từ nơi khu các bác thưa ấy đại từ sai các bác cái thà stroke nữa với thưa ấy khoa chiết chiêm nơi khi nông từ sai khu các bác nắng chấm nói mùi chấm nói tiếp cái thà và sân chi bé đầu nó miễn là cái nào mà giang cái thà ventricular fibrillation rồi có ventricular tachycardia cái thà ai kẹn bé đầu sập liêm liêm mà đi chỉ chấm nói chơi tí tí để sầm khăn để dừng thở đằng bà cha lục phải chấm nói tí bà cha nick chấm sôm chong bị chẹt mất tay thà bà sân chia dương miễn là cái nhọn à cái rạ nhọt trung nó còn là thà đôi lục chấm đặc biệt bị sạc mấy nhá cứ thà còn tới pay rồi có o rồi bà rắm ấy chăng miễn là cái rạ nó cứ mình miễn bánh hà tê tại sầm rập nè đại miễn chủng ngữ bé đầu rồi từ thao ấy đã hay miễn là cái rạ bài nó cứ cù tại trở miễn cả rồi bà rắm mình thấy cha trời ơi bà chấm nói những đại 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 dương trời đằng bà nên na đại miên chấm ngư chạy trong đường bay đốn hay ai pê đại nho đam tru nắng thà trời trời ở pet kỳ pin đất ở trầm trời bị pru ai miên cứu thoát là hốt đó ở chi vật của miền này à khi ông mà xong mình to tới tiền chấm nói tí bay rồi bọc nhầm cứ thà đã bay ở giữa rương bay đốn nắng cứ thà tại dương dương âm pi cai đi pi robot bê đông anatomy bê đông miên buôn chấm nai để sầm khăn chấm nai thì mỗi cái sạch đông robot bê đông nằng sạch đông robot bê đông sầm rập chấm bách chiêm chan chồn sầm khăn nha bạn bữa sân chia sạch đông nằng via lưới đôi tiêu để cái hơi thở hot attack nằng cứ thà via ở miền tây chấm bách thì đây bà tí cứ thà ขนมใส่ดมนั่งดมใบดงนั่นคือทายยังเปรียบเทียบโดยกองดองโต้หมวยอย่างขนมดงนั่นเวียนเมียนประตูบุญประตูข้างเลือกปีแก่ท่าเอจูประตูข้างกลางปีแก่ท่าเวนทริโกนี่เชียมโจมาตามเอจูมรถบานโจประโจเตอร์ขนมเวนทริโกลให้บานเวนทริโกลนั่งประจันเตอร์ปิงนี่ชี้จำนวนสำคัญจุงือได้เจ้าตัวนั้นก็ท่าอาเจ้าตัวนั้นว่าได้คลองปีมวยแต่มวยจำนวนที่ใบในขนมใบโดนั้นคือท่าสายเชี่ยมส
thai chiếm đã trên trăm bé đông nặng kẻ ta coronary artery trên sự thai chiếm này bà dân chứ chứ cứ thao vì stế hơi cứ thao vì phơ áo y kèng bé đông mà trong nói cái buôn để dương đi dây con thai này cứ kẻ hơi thả để kẻ thả đầy xe cho nó là kích này không bé đông dương miên xe cho nó là kích này à kích này nó cứ thả dương phía phía tư đam bê ở dưới nó cứ thả đôi mà sân lớn rồi có đôi thơm mò đôi cờ thơm mò rồi có đôi thông ở quê nhé miên là quê muối thông cứ thả nơi lơ lãnh atrium nâng tôi quê thông nâng kẻ hả thả sinal atrial node quý thông nó cứ bởi chánh phương là hốt màu. Bởi chánh phương máu, mà cho bà bẹt cả đảo phấu, tới chỗ khăn ông lại mùi tiết xùm hẹp bằng bách tới chế tì. Cả lãnh tì tì nó kể hỏi thờ AV node. Xùm khăn nà, cả nà mà đòi AV node hăng hói bàn bìa cháy tới chế tì tiết, kháng chế phê mùi, kháng sản ám mùi. Khăn ông rương đẹp tệ tông nâng khăn ông cả để bệ đông đa mình xem nó cứ tại tôi nâng chờ ron là kích đi nâng anh được chưa đấy bà khán là dương chưa rương nâng cứ tha dương ai đăng âm pi rương panh ha rồi bảo bệ đông hỏi mà thì trong nói tiếp buồn là dương trời đăng cứ tha âm pi cả thưa rock vinh chay rock vinh chay nâng cứ tha cái ai chứ rock hơi nói pra cái hệ thở electrocardiogram rồi có EKG bạn ấy bà miên xâm nuốt nhằm làm sao bà? Chà, xong anh nhạc lục vì chạm đất tù bây giờ mình đã xảy ra bà dương mùi rút cư lục vì sao mọc bị kháng khai cập mong chạm chà, xong cho việc xua lục vì sao? Xong chuyện lục vì sao? Bà, kì mới xua xảy xua bà chẳng đá chẳng việc xua lục vì đất tăng lại không xong chụp lục vì đất bà xong chơi mà chà, xong bà chơi chà bà, lục vì đất nhóm miền chủng kiếm mình đang thạc luôn nhóm mấy áp là khác nhóm miền ca chụp gà ra đang trúng hay đang chụp ở bờ đại thoát chúng ta thấy về việc thuê tục lăng mà đó theo kiểu lớn khi ba này to là quỳ tay bị chồ bạn ai đó thằng hào từ bạn anh đứng ti mùi thấy cái về cái thay anh đứng mau bị ta bị mau mà đá mau bị bé đông dương dạng đôi mà đấy bạn bị thua dương đứng miền lại cái nạn trọng chừng hay bị tí chúng ta không đang đặt thua nhóm ai ta riêng không nên thích bây đồn chung nhóm chắc ra miệng nhò rồi chứ đó vẫn người ta phê ra khăn nâng bệnh nhóm thì khăn pra ẩm phơ hăng sai rồi cái đứa khăn bệnh viên ả ẩm phơ chết chứ đó đây ta lưu đùm nâng ở vây đà vô mình là ô chứ đùm nâng ạc cọ chứ đó hãy chàng bà nhà bà thương bà đôi dìa rồi bà tê chứ đó rồi bây giờ nhóm lưu đùm nâng ta chân thương thằng ai bó Campuchia trong hồ vô cùng mình yêu đá nhưng mà khiến đó tớ thì mày tốt xem chạp lao miệng nhò trưởng tiền miệng cầm hăng khăng nhò mọi người nó mua hai đây anh nó xong lùng được chơi cho mình chàng mình chạy lại nhưng không chà xong học quân chàng sẽ đam bà xong học quân bà chàng chú ấy được sẽ đam bà chà xong tôi lục bà bà mà đây thì bà được chứ đấy khi em xong trải chưa từ từ tới đấy cá chóc trung vì miền tràn giang na mình chạm bạch từ bể đông đây bà cá chung cá vì máu vì bờ sân gì càng chơi vì ai chạy trong bể đông đây chúng ta đi chung cá vì máu vì miền hàng phố mà sao là không phố nắng là không phổ biến nắng vì rồi làm tới vì vừa ở chọc trung càng chơi hai bờ sân này càng sẽ làm đấy vì ai máu vì bờ mắt bà còn tại bờ sân gì chọc để dương cua bà rắm nó cái ta chọc đôi cái do thmo thì sẽ cắt lưỡi đam thường dương dương đôi cái do thmo sẽ cắt hai thưa ở hot đó thằng hà mình bán thưa ở bài nhớ nâng cái ta chia ai chạy tuồng nâng bé đường bàn hai chụp bút riêng để tham dương nho trung là miền đầm nâng mình đỏ nâng chỗ trong chụp bút cầm tim muối ai tim muối cái ta khai nho trung để hot chạy tuồng là bé đường nho thường nó biết nó cứ thế vì ai cắt láng về đại dương miền rừng chua trong chật rừng chua trong chật được thế tục dương chúng ta vì thấy láng chúng ta dương tia xa chúng ta dương khăng láng nắng cứ ở nho thường biết nó ngay nắng cứ thế mình chia bánh hà đấy mình ai chạy sập đại sa nắng thế miền ai là bắc trên xe chết đại thưa ở nho thường biết nó bàn đấy đôi chia cả là dương hộp cà phê tràn tết mà hộp cà phê tràn tết rồi cà bơ rây tràn tết rồi cà dương sả tràn tết chỉ thế cứ ta bây dương phải thăm năm khác chỉ thế thăm phải đặt sai
nằm phá xa nâng miên phía thân làm giang kia ta pseudoephedrine. Pseudoephedrine nâng ách phư ấy bệ đông dương đa nhuộm hay ách phư ấy dương nhuộm đàm trường hay nét đẹp phá thân làm ấy à phiên thân nhiên đôi chí thân làm cocaine dư cơ thân làm amphetamine ấy nâng cứ ách nhuộm chẳng đấy hay lẽ cả nạ mũi đầy chân miên đấy cứ ta miên chít có cho khăng miễn khi cho chiết co cho khăng cái đó đôi chân nhẹ từ 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 phía từ từ phía cái từ vô từ tam pleasure ấy nhung đào bể bãi ở bàn bãi ở bàn tất được clean đào clean khăng bây tới chiết co cho khăng luôn bây giờ chiết co cho nắng cứ ai thưa ai nhọ khăng trong bàn phía trán trán chân nhẹ đã cắt này chung ngư từ nông bàn từ nông bàn chạm insulin tới chúng ta rồi còn lên làm tới chúng ta việc khăng bây thưa chiết chiết co nó bị chồng, tất cả là chiết co nó chốc cứ ta ai thua ở nhà đám trường bán bờ. Chà, lúc bây giờ mình đất những nhóm xôm anh ấy nhặt pi, lúc bây giờ mình đất từ tua, bây giờ mình đặt mười rúp tiết cứ nẹt sợi giá mọc bị khang khai cầm bông chân năng chà, xôm chụp điệp xuân nẹt sợi giá. Chà, xôm xôm chà, nhóm rót hai bây giờ ta chọc nó chọc thành hàm điện á lúc rú bây giờ ta đào chân nó hơi đòi chân cái ba điện chặt đào sụp vàng nó ngủ lại bao tiền ấy đấy lúc rú. Chà, ở cột chân chà. Bà, cái đây chốc cả hai trong nâng áp cả đau sạp xa nâng phí trán sàn tệ tệ tông nâng lẹ cả nạ đây kẻ hào thá miên phơ chú bà kẻ hào thá acid reflux tức tức bầm mắt ra bó tức cơ bèo bó dưới nâng vì miên chết acid acid nâng vì ai là ưng mà khá nông bầm phung lê bài ra bó dưới hỏi vì ai thua ai xa nâng nông à lia bầm phung bài nâng vì phí trán thua ai xa hay bậc cao cao bên nắng vì ai thua ai chọc ai đại nó còn trong lạnh trong tầng hầm nằng bàn. Chà, sau bao con trán lục chia mặt đất chà, lâu nay nín, nín cặp phong tài bị phía xa kia, tẹt tông chìm mũi nằng chìm ngưng nhòa trúng rừng chìm ngưng chảo chập chà. Chà, lúc dạ mình đất dương miên sầm nua môi tiết bì bà dạ mặt bà dương tam dạ Facebook cư lúc trang xua tha lúc chứ mua chùm bà rà mương lúc bàn xua tha lúc bè đại lúc đà lươn tớt vừa nhòa trùng hay bè khắc cư chôn ca bè lúc áo cho rư cổ ngược láng rư cổ bè khắc lúc ngược bì đầm nếch mát vừa lúc nhòa trùng đài ta ta ảnh ích chi ca rạ đặc biệt bạch đá chá. Bạn ca đều nhòa trung đà lươn, bê đà lươn ứng, vì ai chạy đông bê đông bàn mà bị phương. Bà sân chìa dương đà lươn tới hay bê đông dương vì đà lươn, thoa mà đá dương, khả năng dương đà lươn bê đông vì làng từ tạm, làng đà lươn, con tay lươn mình lươn hút cầm đá tế bà. Lươn là móm đà dương mình ai nâng đăng thao vì lươn bàn. Bọn thái bà sân chìa lươn, đá lươn nó đá dương nhòa đàm trúng. Bạn này thật bị ách tẹt tông nâng rương bài đồng bàn. Để cho nên viên mình cho bác đi. Tòa tài trái tư áo tết kê kê nất rương nâng bàn. Hai bà sân chìa áo chó. Hai vì nhòa đàm trúng để chìa viên mình bị bạn nâng tha cho bác lọc nà bà. Bọn thái bà sân chìa dương krok, áo chó hai krok cho làng vinh. Vì ách. Vì ai thưa ở dương vương mốc từ bên đây bà vương mốc bị phô phê lưng chiếm vì sợ bị lơ khu quả dương cho từ đó trường bên này vì sợ chiếm phim nâng bên này ngay đại dương thưa ở dương vương mốc hai bà sân chìa miền nạc lá đại ca chìm ngư mà giáng kìa thả autostatic hypotension kìa thả cả nạc khá học cho lắng chiếm vì thả lẽ được không khá học tương ó hai vì thưa ở bế đông đào nhuộp mà đào nhuộp hay ai thưa ai vừa nộp bán hay khi em sang sai thà bớt sân chơi bê đông dương đào nhóp thì ai thưa ai dương nhọt luôn bán. Bọn tai phi tràn rốt sân nhà tràn này chừng lưu rồi biếm ní cứ thà tràn tại thưa ai chụp vừa mộc từ bên đề mà. Chà, cho tẹt tông chụp mùi nâng dương cao pin nằm này. Vậy được nhầm sống qua khứ cứ thà chỉ biết xét nhẹ đại kinh bê thang ngày. Bê đại quạt kinh bê thang ngày chứ ngược láng cứ nhọt trùng nhọt luôn chứ ta nâng miên là ca rạ dương mạch đá lúc chá. Nâng mình chỉ bài đồn đấy mà chúng ta nhạc máu vì
đôi chồng mình đi mà mơ thì tôi nhắn được thay nhó chà. À nắng bên giờ thì mình mến trẻ trong là bài đông đâu mà cha cha à, lúc chăm đất lấy này dương miền bảy mật mùi rụp tiết cứ nẹt sợi phol mọc bị khang xoay riêng cha xôm chùm điệp xuống nẹt sợi phol cha xôm chơi nhạc sợi phol bà ຈັບໃນຫຍັງທາງສະໜາມຈັບເລືອດຳຕູງທາງສະໜາມຫຍັງຫມົດບາດໃດຖອດໃສຕັ້ງຊື່ຕົກໃສກໍດຳຕູງໃຫ້ຖອດຖອດຕັ້ງຫາມຈັ່ງມາໃສ່ກູຊຶ້ງຫຼາຍບໍ່ຄືຫອງຈ້າຈ້າສົມອໍຄຸນຈ້ານັ້ນທາງສະໜາມໄປທາງ ក្រោមដែលដើមទ្រូងហ្នឹងកន្លែងចង្ចិនីហ្នឹងទីច្រើនគឺថាមិនមែនបេះដូងទេបាទបេះដូងគឺច្រើនតែនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងហើយបាទថានឹងវាច្រើនតែតេតតងនឹងសួតឬក៏តេតតងនឹងប្រមាទបាទជួនកាលអ្នកខ្លះដែលមានគ្រោះនៅក្នុងប្រមាទហ្នឹងអាចចុកខាងស្ដាំដៃហ្នឹងខាងក្រោមចង្ចិនីខាងស្ដាំដៃ hay chỉ ách chặt từ sạp dưới càng chua càng sờ đấm rồi còn láng từ đó đầm trùng miến này nơi nhà chị ngứa khi ông cha nói đến nơi xả rọt nắng cứ quạt xăm thì thắt quạt kẹng bẹ đông quạt chư bẹ đông ấy bị bướu quạt chọc đầm trùng ấy hai từ chua bẹ bẹ đông tới khi thở ta cướp giang ngó khi đầu tới về ăn khơi chị ngứa bẹ đông đó ấy dương thoát thở ấy echo ultrasound ប្រមាទទៅក៏ឃើញគ្រោះនៅក្នុងនោះគឺថាមានអ្នកឈឺឬមានអ្នកច្រើនអ្នកឈឺឲ្យជំងឺដែលធ្វើឲ្យចុកទ្រូងចុកទ្រូងនៅខាងចំកណ្ដាលទ្រូងឬខាងក្រោមកន្លែងចុងដង្ហើមហ្នឹងឬក៏ចុកនៅខាងក្រោមឆ្អឹងឈ្នីខាងស្ដាំហ្នឹងគឺថាអាចតកតងនឹងប្រមាទជំងឺប្រមាទដោយសារប្រមាទហ្នឹងវាលាកឬក៏ប្រមាទហ្នឹងវាមានគ្រោះបានបាទចាចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញម្ដងថាតើអ្នកជំងឺមានអាការៈរបៀបម៉េចគួរតែទៅរោគវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យរោគធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះរោគឃើញរបៀបម៉េចដែរបានយើងត្រូវបារម្ភហើយព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៀតការដែលយើងត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺថាខាងណាយើងវាញ័រទ្រូងហើយមានជក់នៅក្នុងទ្រូងជក់នឹង គឺថាចុកដូចគេយកស្អីទៅសង្កត់លើទ្រូងនឹងយកទម្ងន់ធ្ងន់ដូចថាប្រៀបធៀបទៅដូចយកភ្នំទៅសង្កត់លើទ្រូងយ៉ាងបើមានចុកក្នុងទ្រូងបើកាលណាអ្នកនឹងមានពិបាកដល់ដង្ហើមហើយកាលណាអ្នកនឹងមានបែកញើសឬក៏ចង់គេស្លាប់ចង់ដួលស្លាប់ក្នុងពេលដែលចុកដើមទ្រូងនឹងក្នុងពេលដែលវិលដែលញ័រដើមទ្រូងនឹងអ្នកនឹងគឺត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេ ពីនិតបាទក្នុងការពីនិតនឹងដើម្បីរកជំងឺនោះឲ្យឃើញគឺថាពេទ្យគេអាចបន្តខ្សែភ្លើងដាក់ទៅនឹងម៉ាស៊ីន1ក្នុងខ្សែភ្លើងនឹងគេអាចធ្វើគេហៅថា electrocardiogram electrocardiogramនឹងគឺអាចបង្ហាញអំពីជីកចរបង្ហាញពីចង្វាក់របស់បេះដូងរបស់យើងនឹងតើវាស្មើឬក៏មិនស្មើជួនកាលរកទៅអត់ឃើញទេពីព្រោះថាវាក្នុងពេលដែលយើងទៅដល់ពេទ្យនឹងវាបាត់ទៅវិញណា ជាជំងឺនឹងវាច្រើនតែចេញចូលគឺថាវាកាត់មកហើយវាបាត់ទៅ2-3 មិនិតទៅវាបាត់ទៅខ្លួនវាទៅរួចទៅវាត្រឡប់មកវិញដូច្នេះធ្វើអេឡិចត្រូកាឌីយ៉ូក្រាមនឹងក៏អត់មើលឃើញដែរដូច្នេះបើសិនជារកកាបិតនឹងមិនឃើញទេគេត្រូវធ្វើរបៀបគ្នាអញ្ចឹងអេឡិចត្រូកាឌីយ៉ូក្រាមដែរប៉ុន្តែគេឲ្យពាក់ម៉ាស៊ីន1ម៉ាស៊ីននឹងគេពាក់យកទៅតាមខ្លួននឹងដើរ ទៅណាក៏ទៅជាមួយរយៈពេល28ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងឬក៏យូរជាងហ្នឹងគឺថាគេថតរហូតគេថតវាទុករហូតអញ្ចឹងទៅហើយបានគេយកមកមើលត្រឡប់មកវិញគេដឹងថាពេលណាដែលវាមានចេញបេះដូងដែលដើមស្មើនឹងគេអាចដឹងបានតាមរយៈហ្នឹងបាន ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនជម្រាបសួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការញ៉ាំកាហ្វេនឹងព្រៃមិត្តរបស់យើងគាត់សួរទៅដែរថាបើសិនជាគាត់ញ៉ាំកាហ្វេហើយធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងថាតើគាត់គួរតែទៅឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យពិនិត្យតើទេចាមិនអីទេអានឹងគឺថាយើងគេប្រកជាតិកាហ្វេហ្នឹងគឺថាមានកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រទ្រូងបានបាទ
ដូច្នេះប៉ុន្តែបើសិនជាវាញ័រច្រើនដងរាល់ពេលវេលាជាពិសេសបើថាវាញ័រហើយមានហត់មានអីអញ្ចឹងទៅថែមទៀតគឺគួរតែទៅឲ្យពេទ្យគេមើលបាទចាចាឥឡូវនេះលោកវិជ្ជមិត្តយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកផៅមកពីខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកផៅចាសូមជួយលោកផៅបានជម្រាបសួរត្រឹមបាទបាទចាសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរទៅកាន់លោកវិជ្ជមិត្តតែម្ដងចាបាទបាទលោកស្រីខ្ញុំតែងតែដើរលឿនតិចហត់ហត់ហើយនិយាយទៅថប់ថប់ដង្ហើមតែអានឹងមកពីបេះដូងឬមួយក៏មកពីអវ័យឬមួយក៏ពេលណាដែលខ្ញុំហាត់ប្រាណគេទៅរត់ទៅអត់ហើយថប់ថប់ដង្ហើមរឿងដង្ហើមវាខ្លីខ្លីអានឹងតើវាពាក់ព័ន្ធមួយបេះដូងដែរដែរទេបាទលោកស្រីបាទចាសូមអរគុណចាសូមជួយលោកជាច្រើនគឺថាវាតាក់ទងនឹងយើងមិនធ្លាប់បាទយើងមិនធ្លាប់អានឹងកាលយើងទៅទម្លាប់ទម្លាងដូចថាយើងហាត់ហាត់ប្រាណដំបងយើងហាត់ល្មមហើយយើងទម្លាងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងហើយដូចយើងហាត់សាច់ដុំអញ្ចឹងដំបងផុតយើងឡើងដូចថាយើងតោងឡើងខ្សែពួរឡើងលើអីអញ្ចឹងដំបងវាឡើង100ទេប៉ុន្តែខាងណាយើងឡើងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងយូរយូរទៅវាអាចឡើងបានហើយការថប់ដង្ហើមនឹងគឺថាមកពីការខ្វះខ្វះហាត់ប្រាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្លាប់ហាត់ប្រាណពីមុនមកវាគ្មានបញ្ហាហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែថប់ដង្ហើមទៅវិញអាហ្នឹងបានន័យថាវាមានអ្វីតាក់ទងនឹងបេះដូងហើយបាទដូច្នេះត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យបាទចាលោកវិជ្ជាមនិតតាក់ទងជាមួយនឹងវ័យវិញថាតើវ័យណាខ្លះដែលតែងដែលប្រឈមមុខនឹងមានអាការៈញ័រទ្រូងឬមួយក៏ថាញ័រទ្រូងទៅប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងជំងឺបេះដូងនោះថាតើមានចាប់ពីវ័យណាទៅចាធម្មតាគឺថាចូលតលៃដែលញាក់ដែលមានញ័រទ្រូងហ្នឹងអាយុប្រហែលក៏អាចញ័របានដែរបាទហើយប៉ុនហើយជំងឺតាក់ទងបេះដូងដែលធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងហ្នឹងពីច្រើននេះច្រើនតាពេលយើងអាយុចាស់50 60ឆ្នាំឡើងទៅពេលដែលយើងមានជំងឺបេះដូងពេលដែលយើងមានជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាវាអាចតាក់ទងជាងបានហើយចំពោះក្មេងៗគឺថាយូរយូរមានម្ដងយូរមានម្ដងគឺថាវាមានកើតជំងឺក្នុងចរន្តអតិសនីបេះដូងហ្នឹងវាអាចញ័រទ្រូងតាក់ទងនឹងបេះដូងបានដែរភាគហើយចំពោះក្មេងបាទគឺជំងឺដូចជាម្យ៉ាងជំងឺយ៉ាម្យ៉ាងគេថា Wolf Parkinson ឬ White Syndrome Wolf Parkinson White Syndrome នោះគឺវាមានដូចថានៅក្នុងប្រអប់ខាងលើហ្នឹងធម្មតាវាមានអាធុងអគុយមួយឥឡូវវាមានធុងអគុយថែមមួយទៀតបាទធុងអគុយថែមមួយទៀតហ្នឹងវាអគុយដែលវាបន្ថែមហ្នឹងវាផ្ដេសផ្ដាស់វាចេញអាចរណអគិសនីមកតាមចិត្តវាតាមចិត្តវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យចរឲ្យបេះដូងយើងដើរមិនស្មើអានោះគឺថាវាអាចកើតនៅអ្នកដែលកើតនៅអាយុក្មេងបានហើយក្នុងកលក្ខណៈហ្នឹងតើទៅឲ្យពេទ្យគេមើលគេអាចព្យាបាលបានគេអាចដុតកន្លែងហ្នឹងចោលទៅគឺថាអាចព្យាបាលហើយនេះជាជំងឺមួយដែលកើតនៅក្មេងៗហើយវាអាចកើតនៅជំងឺអ្នកដែលក្មេងហ្នឹងពេលដែលអ្នកហ្នឹងវាមានកើតជំងឺតាក់ទងនឹងប្រអប់បេះដូងនឹងតាក់ទងនឹងវ៉ាល់ទ្វារប្រអប់បេះដូងគេហៅវ៉ាល់ហ្នឹងអ្នកដែលមានវ៉ាល់ហើយខូចនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកខ្លះវ៉ាល់ហ្នឹងវាជិតពេកហើយឬក៏វ៉ាល់ហ្នឹងវាធំពេកហើយអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងវាដើរមិនស្មើបានអាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងតាក់ទងនឹងបេះដូងបានគឺថាក្នុងលក្ខណៈទីហ្នឹងដែលអាចកើតមើលដែលជំងឺបេះដូងដែលកើតនៅមនុស្សក្មេងៗបានបាទបាទរឿងដែលគេហៅថាដែលតាក់ទងនឹងបេះដូងតែទងនៅបេះដូងដែលគេហៅថា atrial fibrillation atrial fibrillation នឹងគឺថានៅក្នុងប្រអប់ខាងលើនឹងធម្មតាយើងមានអគុយតែមួយទេឥឡូវយើងមានអគុយច្រើនណាស់ហើយរាប់មកនៅក្នុងខាងលើនឹងអគុយនឹងវាចេះទៅចេញភ្លើងមកចេញភ្លើងមកព្រៀបព្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លើងដែលចេញមកនឹងវាអត់ឆ្លងបានទាំងអស់ទេវាឆ្លងខ្លះបានឆ្លងខ្លះមិនបានហើយអាបេះដូងអាប្រអប់ខាងលើនឹងធម្មតាវាច្បាច់ដូចយើងផ្លុំកែស្លាប់យើងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទេវាញញញញញហ្នឹងទៅញញទៅវាអត់ច្បាស់ខ្លាំងទេម្ល៉េះឈាមនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាកក
đó có hai vị ai đặt ở chiêm năng tranh tứ hai vị ai rên chô từ lư khu cơ bản bà và sai khu cơ bản nắng vì ai sẽ từ sai khu cơ bản và cả từ chỉ stroke ní chia chấm nói tầm khăn na để trời thật đằng mà hỏi đi cho nên hỏi nè đại ca chấm ngư nắng chấm ngư đại mình tiên tuột đại đại đồng vị đạo mình smart cả ta atrial fibrillation nắng từ lệp năm và máu chiêm cọ lâu bà nắng cứ bị pro đam bay chia riêng của máu miền cọ chiêm cọ biển đại từ ấy cho không tự sai quốc bảo bảo dương mà thế chỉ chấm nói thì muối tầm khăn chấm nói TP tầm khăn cứ thả bớt sen chia nhẹ nâng miên cái hai thả ấy mà giang tiệt cái thả ấy ventricular tachycardia ventricular tachycardia nâng cứ khang cloud khang bóp khang cloud nâng bia bớt chân khi sinh đôi khi này chẳng về chừng ấy chừng ngắn đôi khi này chẳng hay chúng ngư nâng cái thang ai miên cứu thân đạo sạp bàn bởi xin chìa ventricular fibrillation tachycardia nâng vì khai tới chìa ventricular fibrillation bởi đại ventricular fibrillation nâng cứ thang bảo khăn khao nâng vì nhí nhóa đi bảo khăn lơ đại kìm gì mà nhấn bởi nâng cái thang bởi đồ dưỡng lên miên thật sạch tiếp đi đây bà này thang bởi nâng tới tờ sạp này nè miên ventricular fibrillation cứ thang bộ nâng ai đại sạp bàn cha lục giảm đợt muối tiệt ở tẹt tông chỉ muối nâng chấm ngư nhau trung hay nâng cho chạm nâng chấm sơn khơi thà p đà miên chấm ngư cho chạm nâng bông bông dương tràn tại từ cao cho thật ta ở cao cao cho nâng vi chui đại địa tế được cùng miên phò papo ấy khá cha và ai khăn ông ca để sắc xa tam cam bị thi pet thì rồi tới khơi thà bị buộc khăn ông nâng kê bàn như vậy thà kê pra cao cho nâng sầm rập ở chia chấm ngư cướp giang tăng pi mà hà đi chạy lang đối với bệnh nhân chia chủng ngư đi thay chọc đáy chọc chữa chư rốt lại đúng không đối với bệnh nhân chia dùng từ tam nắng cái thay vì khi mình toàn bàn rồi khơi thay vì miệng sập tiệp đấy còn tai bệnh nhân chia còn tai nhòa đáy nhòa chữa nhòa đam trúng phải chỉ ai chui bàn còn tai không biết vì thế bên na đại bản trẻ đường nước ngoài bàn cho bạn là loại gì còn tại tam vô bao rồi bao nhóm tổ khi ta phải chỉ hát chui bàn bớt xin chỉ dùng còn để nhòa đại nhòa trung thì chui nâng anh đang chỉ vô bao nhóm tổ lấy khmien để vị thị sắc xa về đại cho bạn loại đấy hai đầu với bạn xem diễn chứng thì chúng ta về cọc cho nâng bị thua ai bao giờ sai chiêm rồi bao dương sai chiêm cả hòm nâng bị rớt bàn tràn chừng muốn về bị chân bị chôn oxygen ai bàn tràn chừng muốn hãy cả na dương thì sai chiêm bao tới bị thua ai dương sưu luôn mà nâng hãy đại bị ai chui bàn hãy chiêm sẽ bị chui trong play chất rồi bao dương nữa bị ai chui tràn bàn hay bao nhiêu hàm giáng cái thà bao nhiêu hà tại nè na đại miền lệp năm sầm rập cầm ao sẽ mập ở chiêm riêng đôi chân nằm sẽ mập atrial fibrillation nữa bà con tới việc chiêm bàn chân chiêm bàn đôi chân ấy ai tới tới bị giáp rừng bà cha lúc bây giờ mình đã lấy những người xong mùi này ti cả lá tiết miền bây giờ mình bảo những xua tha ta mà hô bà hà cả nhà mà hô bà hà nó ai bệnh đau ai miền chủng ngữ này đa được thế cha vì ai thưa ai miền ở đâu xa nhà nâng bàn bà chia bị xe đi cà phê hay nâng à có hay nâng ngày xa và tại miền mà hôm mới tiết đã thưa ở nhọn tướng cứ ta bị chênh bà bị chênh thì mình từng ở kia đi và này nẹt xa chia bị xe phụ chuyên chia đã mấy trắng cứ ta miền đã bị chênh trắng cứ ta nhọn tướng bàn và tại nâng cái hai là bị Mỹ trắng cái là Chinese restaurant syndrome nâng chữ ai thường chẳng bàn tuần tay phía trán cứ tha chụp phong chuyên chỉ là gì nhưng đi admin thành hai đấy bà cha xong ở con trán lúc bây giờ mình đất lúc bây giờ đất ai chui sừng khai chun bây giờ mất bẹp phong từ năng vị thi chỉ ba mình tách hay một tao một tiết dương năng bị phía xa lồng ất từ lơ chấm đợi mùi cha xong chơi cha bà chấm đợi chấm khăn vì miền tới buôn phàm giang chấm đợi chấm khăn thông từ là ti muối cứ tha phía trán này chấm ngư nhòa trung đấy cứ vì không biết cô thở vậy đi cứ tràn để bắt từ khuôn anh rồi hay mình từ mình chăm bạch từ rồi phía bao là vậy đấy còn tại bà sân chia vì à xa thôi tốt lắng tết cứ từ rock cứ lúc đó vì ai đây để ai thôi tốt bán này cứ lúc đó ai thôi tốt bán cứ ta
nè nà để hộp cà phê tràn tết rồi có sa tràn tết mà rồi tràn tết rồi có nè để lép tháng năm phát sai để miền chiết vừa ai vừa ở nhua bề đồng bàn ní dương ai chi riêng là bỏ thằng ngon đang tới vì ai chui bàn lớn cứ phía tràn phần tai miền phía tết thì tới cứ việc tệ đồng nâng chủng ngư bệ đồng chủng vạ bệ đồng đã mình xem mà không cả lẽ cả nãy để tệ đồng nâng chủng vạ bệ đồng đã mình xem mà nâng dương ai chạy tới chia pi bay chrome từ tiền chrome tìm muối những thằng còn thông thông pi các bạn này cái chrome desra nâng cứ miền chmua pi muối cái hay là premature atrial contraction rồi cả PAC mỗi tiết kia là premature ventricular contraction rồi có PVC. Cả đại bé đông đã mình xem cái nông đại cái nào đấy cứ mình thông ngôn thông đi. Hay phía trên cứ thà vì mình chăm bài vừa vậy thế. Hay cứ vì ai tự bật tự luận anh rồi có dư dư về thôi thuộc mà đòn phần tết. Và sân chi vì ở xa thôi thúc. Có cái ai bao giờ biết đối đại dân thua lực môn dân thà thua mấy chi viên cùng hộp cà phê. Rồi có sá, rồi có bà rây tràn tết, chi viên tháng năm phát xài, nâng cứ thá chùm búa, chùm ngư, chùm vạ bê đông để sá. Mới khổng tiết chia chùm ngư, chùm vạ bê đông để thông ngôn. Để thông ngôn nâng miên chạy tới chìa tràn dàng, thá chạy tới chìa bay dàng khổng có bàn đấy. Cứ thá tí mối, khổng tí mối kia thá atrial fibrillation or atrial flutter. Cứ thá chúng vạ bé đông bị tránh bị căng lơ máu về nhò nhò hay bia mình xem nào khăn ông cứ bớt ăn chia ấy bé đông nâng về nhò phần tai bia mình chơi chỉ lươn căng bay té kêu bé trác khi mình chạm mạch vừa ấy đấy cái con thà khi từ nứt to từ tiệt phần tai bớt ăn chia viên đá nhọp căng bay vừa ấy từ chỉ hot vừa từ chỉ vơi mốc của ấy vậy nữa khi ai về miền bị thi cà phê phía ba bán bay bay giang cái tham giang cái ai prà tháng năm thân âm đôi chia thân âm kia hạ digitalis rồi có thân âm kia hạ beta blocker rồi có thân âm kia hạ calcium channel blocker hai bức sân chia thân âm nâng bia mình chui thế cứ thác kia ách do tài phương chọc bệ đồng kia hạ electrical cardioversion hay bức sân chia chọc hai nơi tài mình chui thế trong cơ bệ thác kia ách đốt cái lãnh đề bị chân bập bạch cho rằng là khi xin ý nâng, khi ai kia thay AV note nâng, khi đất lại nâng tới, cứ thay ai chia bàn. Hay, xong khăn phổ phốt nữ khăn ông nhạc đầy, cái thay atrial fibrillation nâng, cứ thay thư lếp tháng năm cầm ai chiêm cọ bị bố, bởi xin chia mình lếp tháng năm tế, chiêm vì ai cọ nữ khăn ông bay đông nâng, hay vì ai cho rất sắp tới tham, thử say chiêm, chỗ tới đó khu quả bá thua ở dương stia, sẽ say chiêm trong khu quả bá kia thay stroke. Ní chia cho crom tí mùi, crom tí tí kia thà supraventricular tachycardia. Supraventricular tachycardia nó thuôn bằng tay kì trua thà bệ đông nâng việt đá lươn ná. Hay vì ai thua dừng vơ mốc rưu có đua cọ bàn đấy. Hay khăn ông, cả nà dừng cắt supraventricular tachycardia chia phí xế, bởi xanh chìa vì vì nhọp hay vì mình chụp sọ cái hạt thả paroxysmal supraventricular tachycardia khi nông nắng khi ai miên bị thi phía ba khá phía ba miếng cái thả khi hạt thả vagal maneuver nắng cái pra rồi biết cái làm bay bay nhẹ cho say phát sát miếng cái hạt thả vagus nerve cái ai thương trong bàn đó cái khai khở ắt đo tình ham cho hơi cái chúc tầng hàm nâng mà sạch tu thống bàm chân thế kì đọ tầng hàm chỗ hóa kì khom prăng đôi dừng chú chân cả nà dừng prăng chân tới cả đại thua lưu biếm nâng vì ai bình nhẹ tờ lưu sạch say vegas nơ nâng vegas nơ nâng vì bà chân chiếc mà giang khai thả acetylcholine nâng thua ở bệ đông nâng vì dư tờ lọ màu bình bà thua chân tới kì thả ai thua bàn phim bà vì mình chui thế cứ thắt rồi hỏi vì chết là thưa tục từ lọt màu vén thì ai lấy tháng năm để thưa ở bề đông vì dứt màu vén crom tháng năm nó cứ bị crom để miền cái trá cứ mà giang cái thà beta blocker đôi chia propranolol
mà giang tiết kia thà calcium channel blocker đôi kia nifedipine ní chia crom tp đại vi miên bánh hà crom tp bấy chia crom đại vi thôn chinh kê để ai bằng cá chia phía bà son kia thà emergency emergency nâng cứ crom nâng đôi chia kia hai thà ventricular tachycardia đại vi nâng khai tới chia ventricular fibrillation cứ tha bê đông khăn cầm bọc khăn cầm nên bị nhò nhò bị ắt chập bách chiêm ở trên xem áp từ trái trái từ lư luôn từng mũi thế đi chia lại cái nạn đại ai vừa ở bê đông kia ai slap bàn đi chia lại cái nạn à son cái nạn này miền chư là biển nắng cứ phía trên cho nên thầm miền tẹt đông nắng cả khoa chiêm nơi khăn bê đông đôi chia cái là hot attack cứ thay chất nẹ nâng chân là mình chọc thương rồi có bằng chân tê rối chiếm vì mình làm lề hạ ốc làm lăng khăn rồi có hót xâm phía chiếm cho hay sớt chụp cung hay xó cổ bà nà mình lẹ cả nạ nâng cái thay trừ chia lẹ cả nạ phía bà xón đối chân này cứ thay trái ca rốt dươn nâng trông xung cua chi phí xe không bạc lan tức luôn ai cứ thay trừ hai kì ở kì chuối vì bà nà dương nâng khăn ông rốt dươn phí xe nâng khi ai thì miên bà đá bà đá sẽ mẹp bà nhẹ bè đông ở tổ lọc bảo vệnh bà xanh chế bè đông nâng kèng. Lý chi lẽ cả nạ đi dưng ở trời đăng tượng ọc này chi chấm nói xâm khăn để nhóm chồng mà chạy khăn ông bên này bà. Xâm chơi nhạc trời bà. Xâm chơi nhạc trời bà. Xâm chơi nhạc trời bà. Đôi lô có đi bà rõ mấy nhóm tay vì ọt ạ rối thiên bê nhóm đi nhoàn thường nâng hay tự đề phê đê chấm nhóm sẵn hợp lực xâm phê nâng chết cũng nghĩ là những đà đã bật lên giống như tha đi một từ tới một đà một bính chạy hai kế nhung lên đi từ lấy nhung lại đùa đùa bạc hay là xa sẩm lọ phải xưa tha ta nâng mau bị cha giống như tha bật lên đi từ lên ấy hoa cột còn giống như giống qua thì tha chít đài giống thời gian đang sẹo với sọc ngay giống cỏ vì mình lên đi từ lên là ngoài chơi ấy bình phơi bình bậy một đôi kề chẳng nghe nào họ tập bãi hùng chọn bàn cực quán à là ngay mua tiết nhóm niệm như là chỉ lấy một cái viên mà đang tiết một viên đi được tới hai cái sông mưa tới cực thà hoặc ảnh tình cái nhóm lê năng của viên cực tên lại bọt chơi nhưng màu ngay nó đi vô vầy ta là nó ghê ghê và đá màu kia ở nắng đá lực rú hay cực thà bình lực tế nó mình trắc nhóm này gần tay kì nhận được tay bong thì đổ muối nhóm ấy có sợi phê đây cả thà nên bia để biến nhóm nâng cặp tay nhóm nâng để chi mà mặt tiền ngọc mai để chẳng hạn này thầy cha dùng tới thường mà chạy dạng lại chẳng hạn được không cha sông bằng công cha cha sông bằng con này xây thành bố cha lục chạm đất nên khi ông cầu sông toạp ở chùm sầm núa muối tiết mọc bị khang Facebook bao nhiêu cứ sầm núa sầm điện kia đấy cứ chung quạt chung mùa thà si phai yon quạt xua thà khi ông chạy tại nhà trung hai rồi cho chấp nâng ở cầm lăng cha đôi tiền này xây sầm bồ mà dương đấy ta chùm ngư ní cái hai thà chùm ngư vậy đại lục ruộng cha sáng sông lục ruộng chán bà lục chạm thì dễ những cái thật phía chán cứ thà về mình thung thung ngò đi việc phía chán cứ thà tệ tôn nâng người rom rồi bỏ dương rom bỏ dương lại xài dương miên ca pay và rom rồi có dương chăng căng chay chao rồi có dương là biết bởi đi thà nhẹ để bồ lộc chăng mà bồ lộc cứ phía chán cứ việc miên bánh hà cứ thà đi không nâng cứ thà kể ai để thà dương từ thưa cả lâm hạt bàn ở bàn trán, rồi bàn chân tây dương, rồi chia riêng ở là bao na để ai thưa ở nhiều bàn đôi chia để kiếm dễ nên để cà phê ở dương trời bị cho cà phê hay bị cho sáp cho bơ rây hay chỉ xét cứ thà trời mưa là tháng năm để dương lép nữa, buổi chung cả dương bàn sai dương lép tới là tháng năm bàn sai nên mình miên tháng năm khá để bị thưa ở nhiều bề đồng thị trán cứ thà cả na thưa chân tới bị chui vậy, bàn tay còn tại đại dương bà róm nước cứ tha khai biệt tệ trong bể đồng đại nè xây miền tây sao máu tha bị đa tới vì thưa ơi ơi trong sập lấp thưa ơi vương mốc chuồng cá vì miền lẹ vì miền ai mua là hai piang thì mỗi cái tha chuồng cá máu bị khập chiêm cả hòm bờ dương về tiệp bình sạt thấy trong phố sạt thấy bị chán khập chiêm chiêm cả hòm bị tiếp đại sao bị quá chuyện đại bờ và chị đã chỉ pro thanh được trong cái này dương sẽ thấy nơi khmer dương miền rồi đây rồi khai hỏi về rồi đây nó cứ thả
ពេលឈាមឈាមដែលយើងសម្រាប់ចេញជារដូវហ្នឹងគឺវាមានជាតិដែកនៅក្នុងហ្នឹងហើយខណៈយើងមកមួយខែហើយមួយខែទៀតជាពិសេសបើសិនឈាមហ្នឹងវាធ្លាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យអស់ជាតិដែកនៅក្នុងខ្លួនខណៈអស់ជាតិដែកក្នុងខ្លួនគឺថាធ្វើឲ្យក្រពះឈាមក្រហមវាចុះខណៈក្រពះឈាមឆ្លងវាចុះគេហៅថាអានីមៀហ្នឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងវិលមុខពេលយើងដើរដូច្នេះក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាយើងអាចទៅទិញថ្នាំហើយដែលមានជាតិដែកគេហៅថា iron មកលេបរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាកាលណាយើងលេបថ្នាំជាតិដែកគេហៅថា iron ហ្នឹងគឺថាលាមកយើងវាខ្មៅហើយដូច្នេះតាមខ្ញុំសង្ស័យពេលដែលលាមកនៃអ្នកស្រីមានលាមកខ្មៅហ្នឹងប្រហែលជាមកពីជាតិដែកនៅក្នុងឈាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាវាជាតិដែកនឹងធម្មតាបើសិនជាក្របក្រហមឈាមឈាមក្រហមវាមិនចុះទេវាអាចតាក់ទងនឹងជំងឺបេះដូងជំងឺបេះដូងនឹងគឺបេះដូងវាដើរមិនស្មើហើយជំងឺបេះដូងដើរមិនស្មើនឹងហើយជួនកាលគេអាចរកឃើញភ្លាមភ្លាមដោយធ្វើគេហៅថា electrocardiogram គេដាក់ខ្សែហើយលើដើមខ្សែភ្លើងលើដើមទ្រូងមុខកន្លែងចំបេះដូងនឹងហើយគេថតទៅគេឃើញដឹងថាវាមិនស្មើប៉ុន្តែហើយជំងឺនឹងវាចេញចូលជួនកាលវាមិនស្មើពី3នាទីទៅរួចទៅវាត្រឡប់មកវិញធម្មតាទៅដូច្នេះអាចរកមិនឃើញបើគេថារកមិនឃើញគេត្រូវពាក់ម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងដែលជាប់ខ្លួននឹងអស់រយៈពេល24ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងឬក៏ជួនកាលរាប់ថ្ងៃនោះបានរកឃើញតើតែរកហើយលក្ខណៈនឹងអត់ឃើញបានទើបគេអាចនឹងព្យាបាលជំងឺនឹងបានបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះក៏យើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកឧត្តមមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមសូមជើញសូមជើញលោកឧត្តមបាទបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីហោសូមជើញបាទជម្រាបសួរដល់រៃឌីអូអេផងចាសជម្រាបសួរចាសអឺខ្ញុំមានជំនួសសួរលោកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកដែលមានអាការៈនៅពេលដែលមានភាពរំភើបឬក៏សប្បាយឬក៏ភ័យតែតែដូចជាឆ្លត់អារម្មណ៍ដូចជាស្អីហ្នឹងមកពីស្អីគឺមកពីនឹងបាក់បេះដូងឬក៏ហិចដុំបេះដូងឬក៏មកពីអេម៉ូក្លូបីនក្នុងខ្លួនគាត់មិនគ្រប់អាហ្នឹងមួយណាត្រូវបាទឬតនេះព្រោះតនេះចាសចាសសូមអញ្ជើញកាណាអឺនេះវាកាលគាត់រំភើបពេកក៏ទៅជាចង់ខាំងសង្កាគាត់ភ័យពេកក៏ទៅជាចង់ខាំងអាហ្នឹងមកពីចង្វាក់បេះដូងឬក៏មកពីសាច់ដុំបេះដូងឬមួយក៏គាត់មកពីអេម៉ូក្រូប៊ីនដែលហៅថាកប់ជុំក្រហមក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាមិនគ្រប់អញ្ចឹងហ៎គ្រូចាបាទចាសូមអរគុណលោកតាហើយអត់ទេមិនមែនពីមកពីបេះដូងទេបញ្ហាសុខភាពវាតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍គឺថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវិញ្ញាណទ្រង់ចឹងហ្មងប៉ុន្តែបើចឹងជាយើងមើលបេះដូងទៅវាអត់មានខូចអីទេប៉ុន្តែជួនកាលវាបេះដូងនឹងវាដើរញាប់ពេលដែលអារម្មណ៍យើងវាយើងខឹងខ្លាំងចឹងទៅហើយឬក៏យើងមានដូចថាច្រឡាតតោតទងហើយពេលហ្នឹងគឺថាបេះដូងនឹងអាចដើរលឿនបានប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាបេះដូងនឹងវាខូចទេហើយបេះដូងនឹងគឺវាដើរលឿនជាចម្លើយទៅនឹងអារម្មណ៍របស់យើងពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងបេះដូងនឹងវាតាក់ទងជាមួយគ្នាដូចថាកាលណាយើងឧទាហរណ៍យើងទៅជួបស្ត្រីម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេលដែលយើងទៅជួបស្ត្រីដែលយើងស្រឡាញ់នោះអាបេះដូងយើងពឹបអានោះគឺថាវាតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍របស់យើងអារម្មណ៍នឹងបេះដូងនឹងវាទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាបេះដូងយើងឈឺទេនេះជាការឆ្លើយចម្លើយធម្មតារបស់បេះដូងទៅនឹងស្ថានភាពមួយមួយទៅនឹងស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងទៅដល់ចូលព្រៃចូលព្រៃដើរធម្មតាស្រាប់តែឃើញខ្លាមកតើយើងទៅបិចហើយតើខ្លួនយើងឆ្លើយទៅរបៀបម៉េចពេលឃើញខ្លាមកបេះដូងយើងលឿនហើយបាទបេះដូងលឿនហ្នឹងគឺទីព្រោះថាវាមានជាតិចេញជាតិអាដ្រេណាលីនអាដ្រេណាលីនហ្នឹងជាធម្មជាតិដែលខ្លួនយើងបញ្ចេញមកដើម្បីការពារខ្លួនយើងតើអាដ្រេណាលីននឹងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលឿនដើម្បីអ្វីដើម្បីយើងរត់បាទដើម្បីយើងរត់តើបេះដូងយើងលឿនបាទយើងរត់លឿនដូច្នេះវាជាចម្លើយធម្មជាតិទៅនឹង
ហើយស្ថានភាពមួយមួយរបស់មនុស្សហើយហើយនឹងគឺតាក់ទងទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងកាលណាយើងភ័យបេះដូងយើងដែរញាប់មិនមែនបានន័យថាបេះដូងយើងខូចទេបាទនេះជាចំណោយធម្មតារបស់បេះដូង ចំពោះស្ថានភាពមួយមួយបាទចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតចាសំណួរខ្ញុំទី1ចង់ដឹងថាតើមូលហេតុនៃការកើតរោគខ្យល់ហើយនឹងបេះដូងហ្នឹងតើមានកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគេងមិនស្អែកឬមួយយ៉ាងណាឬថាយើងតែងតែមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឬថាញ័រអញ្ចឹងណាចាប៉ុណ្ណឹងទេចា បាទចាសូមជម្រាបទីពីរចង់ដឹងថាមកនេះខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងកុំឲ្យញ័រតើវាមានបញ្ហាពីប្រមាណយ៉ាងដែរបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខតើមានចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជួបវិជ្ជាជីវៈអឺថាយើងចង់ជួបគាត់ប្រឹក្សាយោបល់អីពីថ្ងៃទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាចាចាបាទភាគច្រើនបើសិនជា ញ័រនឹងវាតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍របស់យើងគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍ទៅតាមស្ថានភាពនឹងបើថាយើងអីអាសាខឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបន្ថយការខឹងនឹងរបៀបអីការបន្ថយការខឹងមានរបៀបខ្លះគេឲ្យយើងដកដង្ហើមអីនេះជារបៀបមួយដកដង្ហើមឲ្យបានច្រើនដងប៉ុន្តែកុំលឿនពេកបាទដកយឺតៗហើយឲ្យជ្រៅៗ ហើយអាចធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីទៅពាក្យអង់គ្លេសហៅថា meditation គឺថាយើងអាចវាជាជំនួយបានក្នុងយើងមើលបើកមើលក្នុងGoogle ទៅមានរបៀបគេធ្វើច្រើនខ្ញុំក៏មិនសូវពិសោធន៍នឹងដែរប៉ុន្តែបើថាយើងអាចសួរគ្រូពេទ្យធ្វើឲ្យបានគេអាចប្រៀបប្រើរបៀបដែលអាចជួយយើងបានក្នុងការដែលយើងបន្ថយអារម្មណ៍ភាគច្រើនគឺថាមកតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងរឿងដែលយើងខឹង យើងខឹងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចទុកកុំឲ្យវាខឹងមកវាអាចជាជំនួយបានខ្លះហើយទីពីរគឺថាតាក់ទងនឹងរបស់ដែលយើងហូបឬក៏ទទួលទានដូចជាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាបើណាទទួលទានជាតិកាហ្វេច្រើនពេកឬក៏អ្នកហ្នឹងទទួលទានស្រាច្រើនពេកឬក៏បារីច្រើនពេកអាហ្នឹងគឺថាវាបច្ចុះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាអាចជួយបានហើយការដែលយើងធ្វើរំហាត់ប្រាណក៏ជួយច្រើនដែរបាទ ហើយយើងអាចថាធ្វើរំហាត់ប្រាណពីព្រោះរំហាត់ប្រាណហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងវាដើរច្រើនជាងលឿនវាដើរលឿនជាងធម្មតាហើយសរសៃឈាមរបស់យើងវាបើកកាលណាសរសៃឈាមយើងបើកយើងដកដង្ហើមបានច្រើនដងជាងធម្មតាវាមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងខួរក្បាលយើងច្រើនហើយកាលណាអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងឈាមយើងច្រើនវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្លាប់ ហើយធ្វើឲ្យយើងមិនសូវអាយអារម្មណ៍ខ្លាំងមិនធ្វើមិនធ្វើឲ្យយើងឆាប់មួរម៉ៅខ្លាំងដូច្នេះវាជាជំនួយគឺមានតែកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងដែលយើងអាចធ្វើឲ្យជួយបានបាទចាលោកវិជ្ជាមិនមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីបន្ថយចង្វាក់បេះដូងឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងមានកំហាប់កុំឲ្យកំហាប់ក្រាស់ពេកថាតើថ្នាំដែលលោកវិជ្ជាមិនទៅមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគេប្រើជាប្រចាំឬក៏
សម្រាប់ធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងយឺតត្រឡប់មកវិញហើយឆ្នាំទី2គឺថាឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យឈាមរាវឆ្នាំទី2ហ្នឹងត្រូវប្រើជាប់រហូតបាទអត់ឈប់បានទេពីព្រោះកាលណាយើងឈប់ទៅហើយចង្វាក់បេះដូងនឹងវាហើរត្រឡប់មកវិញអឺចំពោះឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យកុំឲ្យឈាមកកហ្នឹងគេប្រើតែក្នុងលក្ខណៈមួយទេបាទគេហៅថា atrial fibrillation atrial fibrillation ហ្នឹងគឺបេះដូងនឹងវាញ័រពីប្រអប់ខាងលើវាមានចរន្តអគ្គិសនីចេញទៅអប់លើនៅហ្នឹងវាជាឆ្ងាងចេញមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយវាធ្វើឲ្យចង្វាក់ហ្នឹងវាមិនស្មើធម្មតាហើយវាធ្វើឲ្យប្រអប់ហ្នឹងវាមិនច្បាច់ធម្មតាវាគាត់ញាក់កាលណាញាក់អញ្ចឹងទៅឈាមវាអត់ចេញអត់ចេញទៅវានៅកណ្ដាលឈាមវាមិនចេញមិនចូលគឺថាវាកកហើយបាទហើយកាលណាអ្នកដែលមានលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថា atrial fibrillation ហ្នឹងគឺត្រូវតែលេបថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងរាវត្រាប់មកវិញមានថ្នាំច្រើនយ៉ាងណាថ្នាំដែលគេប្រើរាប់យូរឆ្នាំមកហើយគេហៅថា coumadin អីប៉ុន្តែថ្នាំក្រោយមានថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាក៏អាចមានលទ្ធភាពធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទចំពោះថ្នាំដែលធ្វើឲ្យបច្ចុប
ấy cũng ở bê đông đào lứa nó năm thị trả để cái trả cái thằng năm chấm bút thì mỗi cái thằng beta blocker beta blocker nó miền nam để cái này dùng trả những cái đối với propranolol ấy mà hai năm mỗi tiết cái thằng calcium channel blocker đối với này phê đi tin chỉ làm miền nam giang là và để cho tập hai như vậy. Chà, xong ở con trai được phải chậm đấy.